Ở đây là nước hồng sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc. Nước hồng sâm nhãn hiệu là SMS Bio Pharma. Của nhà sản xuất là O2 Bio. Thuộc Hiệp hội Nông nghiệp Hàn Quốc, Nông Hiếp. Quy cách là có hai loại. Một loại hộp 30 gói nhân với 70ml. Và một loại thứ hai nữa là hộp to gấp đôi. Là 60 gói nhân với 70ml. Thì cái loại 30 gói, hộp 30 gói này thì một thùng là có 6 hộp. Còn một loại 60 gói như này thì một thùng là có 3 hộp. Hai loại quy cách thì chiều cao thì bằng nhau, kích thước thì bằng nhau nhưng mà độ dày thì gấp đôi. Đây là loại 30 gói này. Hộp như này. Đây là loại 60 gói này, hộp còn dày gấp đôi. Đây loại 30 gói thì trong một cái hộp nhỏ này nó có 5 gói. Đây, loại 60 gói thì trong một cái hộp này nó có 10 gói. Thì gói là quy cách bằng nhau thôi, 60 hay 30 gói thì gói bằng nhau hết. Đây đều là 70ml. Thì thành phần như thế này từ hồng sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc, hàm lượng rắn là 60%. Tỷ lệ trong này hồng sâm là 0,15%. Ngoài ra thì một số cái hỗn hợp thảo dược khác. Như là nấm linh chi này, cam thảo này, rồi một số cái dược thảo khác nữa, và một số phụ gia. MS Bio là nhà phân phối, và nhà sản xuất là O2 Bio. Hình thức rất là đẹp, sách rất là tiện dụng, biếu tặng hoặc là sử dụng đều rất là tốt. Gói đóng gói rất là chắc chắn, sạch sẽ, màu sắc trang nhã, rực rỡ. Hàng nhập khẩu Âu tiếp thị và phân phối sản phẩm này toàn quốc. Hàng đầy đủ giấy tờ, công bố chất lượng cho đến xuất VAT cho các đại lý. Xin cảm ơn. Hạn sử dụng là rất là dài nhé. Hạn sử dụng là 27 tháng 6 năm 2025.